nó ở trong đó đó. Giờ bữa nay có, nó có đặt chứ mình không có, nhưng bạn mình rủ mình đi thăm. Không không, đó là Vũ, sau này nó sẽ làm tem của mình. Nó đâu rồi? Đó, chào mọi người. Cái mày đi đâu hả? Từ từ mày, đi từ từ thôi, mày làm gì vậy? Nó có đặt trước rồi mà mình không ấy nha mọi người. Đặt mấy cái hả? Tự chui đâu dữ vậy? Để không dính con, hụt chúa ơi. Ở đâu? Gì? Đi đâu hả? Đi vòng vòng, đó. Tự. Có không? Đói rồi, cái này đói à. Mắc con chuột luôn hả? Bẻ mấy cây đi trùm nó lại. Bỏ lúa vô cho nó ăn chưa? Gì? Rồi, ừ. Đi lại đó hả? Chị để nó hết đây mày. Thấy lấy hết về đây bẫy hết. Cái gì kìa. Đâu trong đó cái nữa hả? Mấy đâu? Cái gì? Bỏ cái bị ngoài đi. Không bay hết luôn hả? Có không? Có. Nhìn. Đâu? Có không? Đâu? Thổ ngựa hả? Đâu? Có không? Ừ, cắn cái bao rách luôn rồi. Đâu, mở ra coi coi. Được không? Đó. À. Con này không tới 1 ký nha. Này mới vô luôn á. Đi, con đói lắm à. Đem lấy lòng về luôn ha, khỏi bỏ bao hả? Lấy lòng về. Rác không hả? Không hay còn giữ. Con này được 1 ký không mày? Xào nhậu được không? Không tới, không tới 1 ký đâu. Thôi mày vô chảo luôn. Đây là hả? Bỏ bao quá hả? Bỏ bao mày, bỏ bao khỏi đầy đợi. Mày bắt được không? Cái trình dính ra nó đó. Tại vì mình chơi cái lụp này là nó dạng lụp có màu xo. Từ từ thôi nha.
rồng vô nữa chứ. Rút cái đầu nó vô. Mạnh lắm. Hổ ngựa. Rắn mà nó rút lại mạnh lắm. Chuyện gì nữa? Trời ve nó cắn. Ve chó. Quay cỏ này thì ve chó nhiều lắm. Ừ. Từ. Bắt như vậy thì nó không có cắn. Giờ còn khúc này nó mạnh lắm. Rắn này xương không nha. Phải không? Rắn này phải chài, đâm. Dằn á, dằn xuống sống. Dằn sống nướng hả? Nướng ớt hay nướng cái gì? Xào. Kẹt xào không rau cái gì? Xào yên kia cá hổm á. Mà mua mớp được mua bầu mà. Đó, đó, đó. Nhẹ nhàng không? Đỡ bị mất máu. Ủa? Ủa? Dài có nhiêu mấy mét mấy, 2 mét không? Khoảng nhiêu ạ? Hả? Chuyên gia bắt thằng ỉa. Ỉa chính tay. Ỉa chính tay luôn hả? Cầm vậy luôn hả? Ấy. Vậy, bỏ bậy hả? Chứ không cầm hả? Vậy. Mấy bữa tao có không chịu đi theo quá. Ai biết có biết đâu không? Chuyện tao dắt mày đi đặt miếng lương luôn. Ừ. Thôi mình về mình làm món được, con này chắc bán cũng không có tiền đâu, nên giờ về chắc làm món xào hơn gì đó mọi người ơi. Tốn thêm lít rượu nữa. Đúng không? Tới mình ngưng video nha. Ngưng mình đi về á chứ không phải là ngưng video. Cho người ta coi cho đã. Ngưng mình đi về đừng mình làm cái món gì đó. Ở đây bù rác của nàng. Gì vậy? Giờ về nha. Giờ về nhà, giờ tính làm gì vậy? Măng nấu lẩu hả? Xả. Hả? Hầm xả hả? Có xả được chẳng chưa? À, lấy cái thùng khác đi. Cái thùng ấy hồn không? Măng cho mày ăn cho mày lâu. Ê mày thả rắn đôi với mày coi nào ai cao ra hơn mày? Không có ý nữa mày cầm cái đầu nữa mày đo với mày á. Đâu cầm rắn đồ coi. Đâu đồ xuống chân rồi. Rắn này mới thay da luôn á. Mới vô. Nó đói kìa coi cái ruột kìa, mới vô ăn trong chuột không thấy đâu. cao bằng tao. Chắc cao bằng tao à. Không đi bảy đường rắn rẻ tiền, rắn này rẻ tiền nhất anh đem về nhậu chứ, mà rắn mất tiền anh đem bán mất tiêu à. Đó giờ ngồi lặt rau à, rắn bắt đầu hầm xả nha mọi người. Thấy không, rắn hầm xả giờ ảnh lặt rau á đó. Còn ông này là ổng đang bằng lông rắn đó, bữa hổm mình cũng quay mấy cái clip ổng nè đó. Hổ ngựa mọi người ơi. Rắn rồng, rắn rồng. Rắn bự đỏ á. Ta bằng ta rửa. Mày đặt rau thì tới lỗ, đại đi cái thôi để cái thao bị rau. Trước coi không. Để nó dưới đất có sao không? Có sên không? Sên. Như vậy? Sên. Mấy anh kia làm gì vậy? Bán còn mày về mày nhậu. Mày làm về nhậu hết rồi sao á? Mấy kia làm về bán mày làm nhậu hết rồi. Nhậu lớn mà có giá. Ủa? Bự có giá. Mùa này mùa mưa rẻ. Chiều nay sao? Chiều nay đi cao, chiều nay đi cá mết ha. Đầy đủ luôn trời. Ít lương.
Rồi. Ở trong kia đang bằng răng có nàng giá dép này nữa nè. Thợ không có thợ. Đặt răng là giá dép luôn. Hả? Không có gan nướng rồi á. Giá thành công như vậy. Giờ củi để làm gì em Tiện? Chưa đó, để cho xong hết là mượn cái thau rửa. Ờ, thấy không? Bây giờ cắt khúc luôn cái dao. Thôi gần. Có bữa có cái dao mà. Không Tiện? Bữa có dao nào? Để cục như bữa đi. Bữa làm gì sọc mấy nhóc ăn hết. Nếu lên đợi mấy nhóc ăn hết luôn. Má ta hứa để mà mấy ảnh rụng mày em sách đi. Nói chết nó dòng. Nè có bữa không có con địa này nhớ không? Rắn không xảy à, mọi người nè. Đó. Rắn để mình làm á, mới bắt về đó. Đó, đâu một khứ rắn rồi bốn lên. Trời ơi, có hột vịt lộn nữa. Trứng rắn á, điên, hột vịt lộn luôn. Rắn trứng nồi lấy chà bá. Rắn trứng nồi lấy chà bá luôn kìa. Ha. Đó. À, tem đi bẫy rắn nè. Rồi đưa lên cái mày. Cho biết tem đi bẫy rắn rồi chứ. Hỏi ai ai đi với nó lên vô tay lên. Mày gắn với mèo nè. Đem đưa hổ để nữa vô. Sao nè. Một cái bún đồ vô ăn đi. Dính hổ vợ đi khỏi luôn hả? À. Khỏi ăn luôn. Tung chạy không được rồi. Tí rồi đi có con chạy nữa cầm về hả? Cầm mèo về. Ba mày bắt được rắn bự đem đâu vô nhà. Bảy nữa rồi. Khóa nữa rồi. Đầy đủ không có ai vô đây hết á. Nè. Đi mà phá nữa nè, lấy mèo vô nè. Thôi đủ phải ngọt ăn thử coi ngon không. Nhỏ tí nữa. Rồi Gao. Anh đây con đi nước hổ nè. Gắp bớt cho cái nước bớt đi rồi bỏ rau vô. Quay cái bao. Quay luôn con gì đó. Đây con Tấn. Ở trong bao còn con nữa chưa mày. Đến rồi. Dạ. Ở trong bao còn bao hai cái mấy để bán. Đông uống lành đủ rồi. Ăn đi tí tôi ăn sao? Ăn trước đi tí tôi ăn sao? Ừ. Ngồi đằng kia hả? Ăn đi ủ tèo rồi ăn cho ngon không phải coi. Không múc nước bớt đi bỏ rau chứ. Mở đóng ngót à. Tôi quay lại rồi, cái vàng quay lại. Ngồi xuống cục vàng. Má trứng cục cạn. Vậy có ăn bún không ông nào coi. Chơi sợ hết rắn chứ. Quẹt nó rồi vậy. Rắn gì ta? Rắn rồng xen bên đuổi thủng vô. Người ta kêu bằng rắn rồng á. Nãy không đâm miếng ớt ai ăn miếng ớt ăn thì miếng ớt rồi sao vô ơi, vô miếng ơi, ăn chép chép rồi chỗ ngon rồi ơi. Thứ gì chịu nữa. Ừ. Có rượu ở đó không hồi ăn rồi không ấy luôn rồi sang tên luôn tụi tao đi lấy sắt nữa ngon quá vàng nó ngon quá sang tên rồi bé mày không dám ăn hả bảy giờ không dám ăn không lỡ cỡ. Trời ơi, đó hôm cầm... Chưa chín đâu, củ tỏi chưa chín sáu ơn. Củ tỏi chưa chín. Ủa không nha, không ăn rắn, không ăn hồng vịt à. Ừ, không ăn. Để
thăm đường nó muối đúng bài không sao muối ra được chắc anh còn muốn nè gói bên đây gắp rồi để ăn muốn đang gắp vàng muốn ngon rồi đang đừng mua thuốc á vàng làm ly đi vàng mày quay mày mới niệm nó chỉ mày ra trong hai bạn số quay xong đi về nghe vàng đưa ổng rồi. Ổng mang nguyên một chén tỏi luôn cũng ổng không nhìn lên không ta. Đây cái chén tỏi nó bùi hết rồi. Lấy ra nguyên một, nó lăn hết nguyên đó rồi sao á? Cái gì đâu má, ngủ về à. Sao? Trứng chim hả? Đi vô lục vỗ ra. Sao bị cụ đâu má. Má có tỏi, rắn không dành đi dành cái tỏi. Trời ơi, không ăn gì hết là đặng bỏ rau chưa gì hết à. Má rượu hồ dán như ta rượu hồ dán hả rượu hồ dán chứ à rượu hồ dán rượu hồ dán ông uống vô dán thì trong thuốc á không cái gạo này ổng nấu ngày hôm qua là bữa rồi bữa tôi uống như đực là bị rồi cái gạo này nó bị ẩm á ông nghe sao sao tôi không nghe hồ dán không bữa uống như đực á gạo bị ẩm uống đựng nó ồn quê ăn cái bém mày ăn đại vô vẫn ngon nghe bé. Đúng gì lộn lắm ơi. Bao nhiêu người lặn vậy sao lộn lắm luôn. Hết luôn tèo. Nó làm gì dít qua dít lại đi kìa. Mày đừng có kêu tao là bé. Tắt lửa đi lộn để họ đi lặn giờ hết đêm nước vàng. Tiện không ăn hả? Ngầu khóc hay là gì? Đó, ăn cơm rồi nó ăn cơm rồi. Còn già quay không về già. Đầy vừa ha. Hai xe chuột chưa lấy được vốn gì hết hả? Con mèo. Chút lấy mèo thì lên đỉnh ấy đi. Lên 30 bán mày đi. 30 bán rẻ. Hả? Không rẻ lắm. 30 muối qua đây rồi. 30 á, nay mình hai rồi. Người ta ăn ngon lắm, mấy người ăn tôi nghe không ngon gì hết rồi ta. Qua Tân Phú á. Sao không ngon? Lát là mày còn cái nồi. Ngon quá, nó ngon mà mày đứng đó mày quay hết. Chú mày không ngon. No. Chứ mày không, chứ thầy không nhớ. Chú mày là mày còn cái xô mà. Mai vớt con thằng cài về nữa. Mai cho mà. Tối ngày đó. Tao ăn đâu có gì đâu. Uống vô cái bị. Châm thêm nước nữa hả? Đang ăn, ta đang ăn mà châm nước. Mày ăn không vậy? Mày ăn không vịt lộn luôn hả? Trắng vịt lộn luôn. Má, này vịt trắng nha. Tào á, tào. Tào lao luôn nè. Thứ gì chịu nổi. Rồi tới đây mình ngưng video nha mọi người, chào mọi người nha. Mọi người thấy được chờ like và đăng ký cho mình nha. Chào mọi người nha.